Làm gì vậy? Sao tự nhiên lục đồ của anh? Làm gì vậy? Anh có tiền không cho em mượn đi. Làm gì có tiền? Anh mà không có tiền cái gì? Anh quá chờ tiền là đằng khác. Anh vừa được học bổng trường cho nè, tiền ba mẹ cho hàng tháng nè, rồi chưa kể là lừa tiền ông nội nữa. Cái đó là tiền anh để dành sau này anh lấy vợ. Điên hả cho mượn? Mới còn nhỏ mày đâu, tính chuyện sâu xa. Chắc vài bữa nữa anh nói là anh để dành tiền mua sữa cho con đúng không? Vài bữa gì? Anh có sẵn rồi, anh có hai tài khoản, một là nuôi vợ, một nuôi con. Mày không có tính trước đi, sau này không có tiền mà nuôi đâu. Đặt giờ gái gú cũng lo đi, có vợ cho anh mà cưới. Bây giờ bao nhiêu em theo đuổi em nè, không có tiền nè, giờ anh giúp em được không? Tính mượn tiền đi chơi đúng không? Đúng, dĩ nhiên. Bộ anh tưởng người ta dễ làm bạn gái anh vậy hả? Muốn người ta làm bạn gái á, là anh phải dẫn người ta đi ăn nè, đi uống nè, đi coi phim, đi tùm lum la nè. Đúng là cầu. Thôi được rồi, muốn mượn tiền chứ gì? Anh không có cho mượn đâu. Lao. Dạ. Dạ. Ủa vậy hả anh? À em biết rồi. Vô chơi xem phim với lại ăn uống hả? Vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ anh gửi cho em đi. Có gì em cho mấy đứa nhỏ đi coi. Hen. Em biết. Này này này. Ừ? Em hỏi cái, em hỏi cái. Bỏ ra. Cái gì? Mấy cái voucher gì á, nó có đổi anh tiền được không? Tùy chỗ à, nhưng mà hầu hết là không được. Cái đó là một cái cách khuyến mãi để thúc đẩy sức mua của khách hàng đó mà. Vì giá trị của nó nằm ở đâu? Thì giá trị của nó là trên cái voucher luôn đó. Có nhiều chỗ thì nó bằng giá tiền, nhưng mà có nhiều chỗ mình phải bù thêm tiền vô. Nhưng mà hầu hết là nó rẻ hơn giá thiệt rất là nhiều. Hỏi chi vậy? Sắp tới đã rồi. Em hẹn hò thoải mái luôn. Sắp tới mẹ cho anh em mình 25 cái voucher lận. Ý, vậy phần của anh là mấy cái? Anh yên tâm đi, em không cho anh cái nào đâu. Ê, đi cho anh mấy cái ơi. Anh có tiền tiết kiệm mà lấy chi nhiều. Tiền đó là tiền cưới vợ. Vậy thì anh giữ anh cưới vợ đi. Bơ. Mày xài không có hết đâu, nó hết hạn là xài không có được đâu. Anh yên tâm, em có xài không hết cũng tới lượt anh đâu. Ý, mẹ ơi. Cái gì vậy? Hà hà. Cái gì vậy? Hả? Mẹ. Mấy cái voucher này nè, giá trị của nó là sao vậy mẹ? Mỗi cái như vậy là 100.000. Năm lăm nhân 100 là 2.500.000. Trời đất ơi, vậy cũng ngồi tính khó khăn nữa mẹ. Học hành vậy đó. 2.500.000. Ừ. Mẹ. Hả? Mẹ cho con hết 25 cái luôn nha mẹ. Anh con không cần mấy này đâu. Làm gì có vụ đó mẹ. Anh nhiều tiền lắm. Ai nói là cho con hết vậy? Nè, mẹ tính hết rồi. Con 5 cái. Cầm. Con 5 cái. Cảm ơn mẹ. Chó ơi, anh có voucher nè. Chửa đi nè. Go go go. Đâu chơi khuyến mãi tiết kiệm 150. Ê, trả voucher cho anh. Mày làm gì vậy? Trả đây. Anh cần mấy cái này chi? Trong khi em cần cái này để dẫn gái đi chơi. Mày mắc cười à? Anh cũng đi chơi vậy? Anh cần làm gì? Anh chơi với ai? Anh đi chơi với Ngọc. Thì anh có tiền anh tự đi chơi đi. Mày mắc cười với tiền đó là tiền anh cưới vợ. Trả voucher cho anh, nhanh lên. Chạy không? Quay không? Nghe em nói nè. Anh thấy kỳ không? Sao? Ông bà nội đâu có cần những cái voucher này đâu. Sao mẹ lại cho mà nội chi? Nội nội nội, nội cho con đi nội. Cho con đi nội. Cho con đi nội, nội có nhiều tiền rồi đâu cần mấy cái này đâu. Con học giỏi. Con học giỏi. Không. Để nó mục hết. Nhưng mà bu ra. Nội nói thế này. À, dù có nhiều tiền nhưng mà phân phối cái quyền lợi nó cũng phải công bằng. Gia đình mới vui vẻ được. Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5 cái voucher. Chia cho công bằng sao chia? Người 2, người 3 à? Thôi cho con hết đi. Không được, bây giờ có cách công bằng nhất.
À, để đây, để làm cái này đây nhé. Rồi, bây giờ có cái câu hỏi đố vui nè. Bây giờ mình chơi cái trò chơi đi, ai trả lời được thì người đó sẽ được một cái voucher. Mình chơi 5 câu hỏi thôi. Yeah. Như là chơi trò chơi ai là tỷ phú vậy. Ôi, có mấy cái voucher thôi mà tỷ phú cái gì nội. Thì giỡn gì chơi. Con thích trò này lắm nội, chơi đi nội. Khoan, đi nội lựa coi cái câu hỏi ở đâu cho nó hấp dẫn. Dạ. Đây, có câu hỏi rồi, không được coi. Để nội hỏi nha, ai bấm chuông trả lời trước. Dạ. Đúng câu hỏi sẽ được một voucher. Câu thứ nhất, đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trên thế giới? Riêng. Trời lẹ quá vậy. Bắc băng dương cho nội. Ô. Trả lời đúng rồi, cho ông vui chơi. Giỏi quá, ráng lên mới có mất cái à. Từ từ nha. Câu thứ hai, Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dưới triều đại nào? Riêng. Trời lẹ quá vậy. Nhà Lý. Đúng rồi. Ô, gì mà dám nói. Con còn chưa kịp nghe câu hỏi nữa. Thì nó lẹ quá, nó bấm chuông rồi. Nhưng mà không, tại sao Văn Miếu mà được xây dưới triều Lý, phải không? Đúng không nội? Đúng vậy nội? Đúng rồi. Trời ơi nội làm cũng hết hồn. Con tưởng nhớ lộn chứ. Hai cái rồi kìa. Hai gì mình ráng lên đi. Nãy giờ chưa trả lời, không kịp bấm chuông có nghĩa là không xác định được câu hỏi. Tập trung vô. Cùi bắp. Cùi bắp ai? Dạ. Tưởng nói người điều khiển cùi bắp chứ. Không có đâu nội. Đây câu hỏi thứ ba nè. Trái đất có dạng hình cầu. Hình cầu. Đúng, hình cầu. Đúng hình cầu rồi. Hay quá. Yes. Yeah. Cuối cùng mình cũng trả lời được. Yes. Ngồi xuống. Em sẽ trả lời hết bằng hai câu còn lại. À hay quá, ngồi xuống đi. Vui quá. Nhảy tưng tưng tưng. Nhưng mà hình cầu không phải là câu hỏi. Mặc dù trái đất đúng là hình cầu, câu hỏi nó như thế này. Trái đất có dạng hình cầu, ai là người đầu tiên chứng minh điều này? Đó là câu hỏi. Riêng. Trời sao lẽ vậy? Thôi đi trả lời đi. Ai là người chứng minh được trái đất hình cầu đầu tiên? Aristotle. Đúng rồi. Đúng. Thêm một voucher cho con. Cảm ơn nội. Ông đó là ai vậy nội? Aristotle là một nhà khoa học đầu tiên chứng minh được trái đất hình cầu. Trời đất ơi. Giỏi quá, giỏi quá. Cháu của ông là học giỏi quá. Như vậy là không uổng công bỏ tiền cho con đi học. Đúng rồi nội. Còn bên đây trời ơi tập trung vô còn hai phiếu này. Chắc đưa con cầm trước luôn. Thôi nội. Bây giờ không có biết gì trơn trời. Lỡ hai câu còn lại con trả lời đúng sao? Phải làm cái gì thiên vị rồi. Không phải không? Chứng minh nha, tập trung vô. Chắc là con sẽ trả lời được. Tập trung vô nghe chưa? Con thấy trước sau gì cũng thuộc về con rồi. Đó, thấy chưa? Chưa gì hạ nhục chí người ta hả? Riêng. Gì vậy chưa hỏi con bấm để con thể hiện quyết tâm con á. Trời đất ơi là trời. Thôi giờ tiếp tục. Câu hỏi thứ tư. Vị trạng nguyên nào nhỏ tuổi nhất của Việt Nam? Riêng. Rồi nó đen hoài vậy. Nguyễn. Rồi thấy chặt rồi đó. À Nguyễn đúng không? Nguyễn Hiền thưa nội. Hiền. Sai đúng rồi. Sai rồi đúng làm không? Làm sao mà sai được. Đây. Mặc dù con chưa trả lời ha, chưa nói được. Sai rồi. Nó đúng rồi. Làm sao mà sai được. Nguyễn Hiền là gì? Ở trạng nguyên đầu tiên nhỏ tuổi nhất 13 tuổi. 13 tuổi nội. Con thuộc mà. Ôi còn cái ngồi cho con luôn đi. Thôi mà đã lỡ rồi công bố trò chơi là phải chơi cho hết 5 câu mới được. Bây giờ câu cuối có gì con nhường cho nhường chuông á. Thế nào con cũng được à. Ừ. Chắc là con sẽ lời trả lời được. Không cần nhường, em sẽ trả lời được. Phải không? Sao đâu ráng. Nội ủng hộ con, do đó nội để cái voucher sát bên con trước đó. Đúng rồi nội. Nè, câu thứ 5. Cầm trước luôn nha nội. Cầm trước rồi rủi trả lời cũng được rồi giật luôn người ta sao để đây đi. Câu thứ 5. Đây, câu cuối cùng. Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất? Triều đại Lê. Bấm chuông đi anh nhường cho em đó. Đó, vua Lê nào? Bấm đi. Riêng. Em bị lừa rồi. Lê Thánh Tông thưa nội.
Trời ơi thằng này. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Nó lấy luôn. Bị anh đi học còn em đi chơi chi. Năm câu hỏi nó lụm nó tư rồi. À, nội với anh ăn gian con đúng không? Nội với anh thông đồng nhau lừa con đúng không? À, ý con nói là đã gài trước cái chuyện này cho anh con. Rồi mình sao mình không thi những cái khác, mình thi cái đố để làm cái gì, sao mình thi đánh vợ mà đô vật nha. Đánh lộn, đánh lộn. Nè. Đúng rồi, dám nói nội. Nè. Dám nói thông đồng. Sao tự nhiên ông quýnh mẫn vậy? Nó dám nói hai nội. Gì con? Nội nội nó có mấy cái vô chợ này không? Có, ở dưới á. Nội cho con đi. Nội đâu có xài cái này kia đâu. Ừ thì cho nội xin là nội cho à. Đi nội nội cho con đi nội. Không được nội. Sao? Cái này là phải công bằng chứ. Con cũng cần vô chơi vậy. Vậy hả? Nội phải hả ra câu đố. Xong rồi tụi con sẽ đoán ai đoán đúng nội cho. Đúng rồi. Thôi thôi. Ai đoán đúng mới cho hả? Trời ơi. Thôi thôi mất công lắm luôn rồi. Thôi mất bỏ đi cái nội biết đâu rồi. Ừ. Thôi nội ơi. Thôi nội cho con nha nội. Thằng thông minh tuyệt trời. Trời ơi nội biết gì đâu nội hỏi. Bây giờ nội hỏi về cải lương được không? Ok nội. Được phải không? Hỏi đi nội. Ừ, vậy hai đứa nghe nha. Trời ơi, bởi sao cứ giữa chiến trường thỏ tiết. Riêng Võ Đông Sơn. Chính xác. Yeah. Cho con một phiếu. Dạ. Rồi bây giờ nghe nghe. Nghe nội ca cái này nghe. Để coi nó trong cái vở nào nghe chưa. Lần cuối gặp nhau khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành quên đời vì anh. Riêng cái này con biết nè, cái này là cái tuồng gì mà cạo đầu đi tu đúng không nội? Rồi sao nữa? Là cái tuồng lan cái mất quyền ưu tiên. Tại vì nội ca mà nội chưa có hỏi câu hỏi mà con đã dành rồi. Bây giờ phải nghe nội ca xong rồi nội phải đặt câu hỏi. Câu hỏi là nội mới ca thì cái vở cái lương đó tên gì và nhân vật chính trong cái vở cái lương là tên gì? Riêng nói Ốc Len Sò Điệp. Cái gì Ốc Len Sò Điệp? Lan và Điệp. Chính xác. Một phiếu dành cho con. Yeah. Kỳ nội. Thôi chớ này không có công bằng, nó đổi khác đi nội ơi. Không công bằng hả? Anh hai suốt ngày ở nhà với nội được nghe cái lương. Con đi chơi suốt ngày có được ở nhà nghe cái lương với nội đâu. Thấy chưa, bởi con thấy đi chơi là một cái sự sơ sót không? Ở nhà với nội mới hiểu được nhiều kiến thức đúng không? Dạ. Giờ đổi phong cho công bằng phong. Bây giờ nội đổi chuyện cổ tích được không? Được đó nội. Trời ơi, cái nội. Này con chắc chắn con sẽ chiến thắng. Dạ, nghe kỹ nghe. Chuyện cổ tích thì là ngày xưa xưa thiệt là xưa. Xưa ơi là xưa. Có hai chị em cùng cha khác mẹ. Người chị tên là Huyền Tấm và Cám. Chính xác. Ừ, một phiếu dành cho con. Nghe nội nói tiếp nghe. Tiếp nội. Người mẹ đưa hai cái giỏ cho hai chị em ra đồng để mà xúc cái gì? Huyền xúc tép. Chính xác. Xúc tép. Nội cua tôm ngon không xúc tiền đi xúc tép. Thì bởi vậy người ta mới gọi là chuyện dân gian. Chàng nghe kỹ nữa nghe. Tiếp tiếp nội. Khi cái vỏ tép nó đầy thì người chị sao? Riêng. Sao? Thưa nội, khi mà cái vỏ tôm nó đầy thì người Cám nói với người Tắm là Tắm ơi, chị Tắm ơi, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Giỏi quá, chính xác. Ây, cái phần cuối cùng của con. Nhiều quá, đã quá nội ơi. Bây giờ con phải đi lấy của ba luôn mới được. Ba hả? Ba hỏi câu dễ dễ thôi nha ba. Trời ơi, con nhiều chuyện quá ông ơi. Đàn ông con trai mà đi cửa sau rồi, đi theo đánh Mỹ hoài luôn à. Ôm sòm quá, rồi gì nói đi. Cái gì ạ? Tắt luôn tivi. Nó kêu cho nó cuộc thi, cho nó đề thi dễ dễ để nó xin mấy cái voucher. À, bậy bạ không à, nhưng mà đã thi rồi là phải có Minh nó thi nữa mới đúng. Đúng rồi. Em con thi là phải có sự công bằng. À, yên tâm đi, cho câu dễ dễ để có voucher nè, yên tâm. Rồi, chuẩn bị nha. Khoan đã, bây giờ khi mà bà đọc câu hỏi xong con phải nghe hết câu hỏi rồi anh hai mới được trả lời. Cái gì bất công vậy ông?
Thôi kệ nó đi, nó em mà, anh hai mà. Đâu chuẩn bị nghe câu hỏi nè. Chơi mày giống chơi với nít vậy nè. Thôi kệ nó, nhường nó đi con. Em người con... ta là em phải được ưu tiên chứ, đúng không ba? Con giỏi mà. Dạ. Con nhiều vô chờ lắm rồi. Rồi chuẩn bị nào. Câu hỏi đầu tiên. Tên thật của bà nội là gì? Trời đất ơi. Trời. Cái này nè, mày hỏi cái câu gì độc quá vậy? À, hỏi câu mà thằng của Bo đó biết nói thì nó cũng nói được nữa à. Phải nói hỏi tên đàng hoàng nha. Trên này con biết chắc rồi, bà yên tâm. Con cầm chắc cái bưu chờ này luôn á. Con cầm trước nha. Thôi trả lời đi. Bà Năm, ấy lộn, bà nội tên là Năm đúng không? Cái gì Năm? Bé Năm. Chính xác. Bà họ bà nội là tên gì? Họ gì? Cái này con biết. Lê Thị Bé Năm. Tôi con á, uống cơm quá à. Họ của bà nội mà cô không nhớ nữa. Rồi bây giờ trả lời xong hết chưa? Đanh nè. Ren. À, Ren nè mà. Nguyễn Thị Bé Năm. Chính xác. Trời ơi mình ơi, con giỏi quá mình ơi. Trời ơi hôn đam. Một phiếu cho con. Một câu hỏi quá đơn giản con trả lời không được. Con vừa làm bà nội buồn, con vừa không có phiếu là đúng rồi. Con nhớ là vậy mà. Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ bà nội người khác rồi đó. Thôi được rồi. Hắn không kêu bại không nể. Cái mặt nó nản lắm rồi đó. Chuẩn bị câu số 2 nè. Bây giờ chỉ còn có một phiếu thôi. Con phải cố gắng. Bởi vì con quá tệ. Những câu hỏi hết sức đơn giản con trả lời không được. Ba lúc nào cũng dành một câu hỏi đơn giản cho con mà con không có trả lời được. Đấy, anh con lấy gần hết rồi. Bây giờ một câu hỏi nữa. Một câu hỏi nữa giờ ba cho con chọn thể loại luôn đó. Muốn ba hỏi về thể loại nào? Vậy bây giờ ba hỏi về mấy cái võ thuật đua xe rồi thể thao đi. Mấy cái đó con mới biết chứ mấy cái kia anh biết không à. Rồi, một câu hỏi về thể thao. Khoan, bây giờ con sẽ đặt cược hết số phiếu của con. Wow, chắc anh quá. Đức Minh, còn có muốn chơi cho Đức Mẫn, Đức luôn không? Cái này gọi là chơi lớn rồi ba. Ừ. Chơi lớn là hay đi luôn đó ba. Ừ. Con sẽ cược toàn bộ tài sản của con vô đây. Wow. Nếu như ai mà trả lời đúng câu hỏi này sẽ lấy hết đúng không? Ừ. Đúng vậy. Và con đang rất là lời đó. Tự tin quá trời đi. Con, tự tin. Mấy cái này của con mà. Thể thao ngay nghề của ảnh. Rồi. Bây giờ ba sẽ hỏi về thể thao. Tập trung nghe cho kỹ. Ai là người đem huy chương vàng về cho Việt Nam tại Olympic Rio 2016 ở bộ môn bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Đúng rồi đúng không ba? Trong nhà này ai không biết bắn súng, nhưng mà quan trọng người đó tên gì? Trời, cái này dễ quá, con biết luôn. Tên gì? Biết thì nói đi con. Lê Công Vinh. Wow. Cái đó là bóng đá. Bóng đá cầu thủ Lê Công Vinh, số 9, CV9. Cho con một cơ hội cuối cùng, người đó tên gì? Lương Thế Vinh. Tào lao. Lương Thế Vinh. Bia, cái này là bia. Hết lượt, hết lượt. Mất lượt. Tới con, tới con. Đó, mọi người thấy không, con đâu có muốn đâu. Là anh làm gì vậy? Chưa có trả lời mà ai cho anh lấy? Ừ, thì bây giờ trả lời nè. Dạ thưa mọi người, đó chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã giành huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chính xác không thiếu một chữ. Dạ. Cũng đem vinh dự về cho ba. Trời ơi, mẹ hãnh diện vậy con. Đừng con thấy mẹ. Ôi cưng. Thương mẹ quá. Ơi cũng đồng thời hai đứa mà, đứa trên trời, đứa dưới đất á trời. Nè bây giờ á, con có 25 cái voucher đúng không? Dạ. Từ nay mẹ sẽ quản lý cái voucher này, không được lấy của anh, nghe chưa? Ok. Gia đình cho con cơ hội cuối cùng đó nghe Mẫn. Nếu như con thắng được anh con trong phần thi này thì 10 cái voucher sẽ thuộc về tay con. Đáng lên. Đây là mức mà anh con chọn.
anh con chọn mức này, con muốn thắng anh con thì sao? Con phải đá mức cao hơn. Hả? Minh. Dạ. Con sẽ là người đầu tiên thử thách. Đúng vậy. Cổ Vũ. Thằng Bẩn là ba cái chuyện này nè, chuyện nhỏ nó học nhỏ mà. Dạ. Mà cái mặt con căng thẳng ghê đó ông. Sao? Còn Minh á. Minh nó sẽ nhường em nó cái thi này. Con không muốn nhường đâu, con muốn một trận đấu công bằng. Ok, anh sẽ chơi công bằng với em luôn. Cố lên nha hai con. Bắt đầu. Khởi động. Gì vậy? Con học cách khởi động này trên mạng. Trời ơi. Giống trung công quá. A cha. A cha. Qua cái gì mà đá cái này không đá. Mà đá trúng ba không à. Tôi nghi rồi à. Con thử thôi. Thì con đá thiệt đây. Cái gì vậy mày? Qua đi đứng đi. Tao giống Lý Tiểu Long. Giỏi quá con trai. Nó bị quá khích. Rồi mệt không? Mệt quá mọi người. Chắc con khởi động sai phương pháp rồi. Làm gì cho quá vậy không biết nữa. Con mệt quá. Thôi đi lâu mệt đi, mà cũng đi. Giống như minh họa vậy đó. Nghe bà nội hỏi kêu mệt liệt. A cha, a cha. Đi qua bên kia đứng đi. Rồi Mẫn, cố lên con. Đây, mức này là của anh con. Con muốn thắng thì phải sao? Phải cao hơn một chút. Đây. Ừ, cố lên. Dễ cố lên mà Mẫn ơi. Con, dễ mà nha. Dễ mà. Nếu con cảm thấy mình rung á thì con la lên giống như anh con. A cha, a cha, a cha. Bảo đảm con sẽ làm được. Cố lên, cố lên. Cố lên con trai. Trời ơi, nghi quá. Cú này cao cũng cỡ cỡ mặt mặt của ba. Nhớ nhìn bóng, đừng nhìn mặt ba nhé. Sao kỳ vậy cả? Ngày nào mình đúng đá hết trơn mà sao hôm nay căng thẳng quá vậy? Chết rồi. Ba nghĩ mày bỏ dép ra đi. Ừ đúng rồi, bỏ dép ra mình sẽ hay hơn. Trời đất ơi, con tin vào mắt mình luôn. Đã mà cũng đỡ, nó diễn tình. Nó diễn sâu quá, nó diễn sâu quá. Kiểu vậy làm lại. Thôi vậy đi con, Mẫn. Trời ơi, trợt té thì ngồi vậy, trời gọi làm dữ dội lên rốt cuộc trợt. Mẹ ơi, ba ơi. Hả? Cái gì? Mẫn ơi, Mẫn. Con có sao không Mẫn? Ê, Mẫn ơi. Xin làm yêu. Ba ơi, thằng Mẫn bị gì rồi ba ơi? Mẫn ơi, có sao không con? Gọi xe cứu thương liền đi. Trời ơi, gọi liền đi. Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Thế là đêm đó, em trai học dốt và bướng bỉnh của mình phải nằm cả đêm trong bệnh viện. Chắc là ở trong đó thế nào cũng có voucher giảm giá. Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1, oh oh.